Ừ, với cái tiến độ bên B này thì em phải thực hiện. Sếp ơi, sếp! Toàn rồi! Toàn cái gì? Tao còn đứng lù đây toàn cái gì? Thầy toàn rồi! Sao? Thầy nào toàn? Ai niết bàn? Không ai niết bàn cả. Nhưng mà thầy thích ánh sáng chân thật, toàn rồi! Toàn cái gì? Mới đấy, thầy còn đi mua xe mới hơn 2 tỷ. Mọi người phải khuyên răn mãi, thầy mới bỏ cọc. Mất có hơn 100 triệu thôi, 2 tỷ tiền chùa vẫn còn nguyên. Toàn cái gì mà toàn? Thật mà sếp, thầy vừa bị giáo hội Phật giáo kỷ luật xá mối 2 năm rồi. Hả? À, thầy bị tắt đài cấm sóng đến 2 năm. Úi dồi, tin này ai nói, ai đồn? Tin này có chính xác không mà em đã đi đồn như thế này? Tin chính xác mà sếp, báo chí đang ầm ĩ hết rồi. Đây sếp xem. Ôi trời ơi. Vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo có nhận được các văn bản đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về những bài giảng của Thượng tọa Thích Ánh Sáng Chân Thật, trụ trì Thiền Tôn Chu Lai gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin của Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Sau khi thẩm tra và báo cáo về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Ánh Sáng Chân Thật, đánh giá nội dung và các video thuyết giảng của Thượng tọa và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Ánh Sáng Chân Thật không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Ánh Sáng Chân Thật, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Chu Lai và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Rồi. Đấy, sếp thấy chưa? Thế này là thế nào? Thầy tao có lớn mồm một tí thôi sao phạt lặng thế? Công nhận. Thế cái con Angola yêu tinh ý, nó đã biết chưa? Bình thường ý, nó hay lên tiếng bảo vệ bênh đẩy lắm. Không biết ý, biết tin này nó có sốc không? Em không biết, thôi để tí em nhắn tin báo nó. Thật là bất công với thầy mà. Đã cấm thầy không được thuyết pháp rồi, lại còn cấm thầy không được tổ chức event nữa. Thế thì thả, cấm thầy không được thuyết pháp vĩnh viễn luôn đi. Còn đâu mà vẫn cho thầy tổ chức concert để các con nhang đệ tử vẫn còn được đi cúng dường cho thầy, thì chùa nó mới có thu nhập chứ. Thật, em nghĩ thế. Thay vì bắt thầy nhập thất sám hối thì cấp cho thầy một cái buồng có cán bộ nhà nước bảo vệ 24/7, cơm bưng nước rót chăm sóc cho thầy chứ lại. Ủa, sếp, sếp sao đấy? Sếp có ổn không ạ? À? Anh đau đớn, anh gục ngã. Bình tĩnh sếp ơi, người ngã là thầy chứ có phải sếp đâu. Em biết cái gì? Thầy bị tắt đài những 2 năm. Thế 2 năm nay ai ban phúc lành cho các gia đình? Là sao ạ? Em không thấy à? Kể từ ngày thầy gieo duyên giảng pháp, vợ anh nghe thầy giảng pháp ý, liền chuyển từ chửi anh sang chửi thầy. Gia đình thật yên ấm biết bao nhiêu. À, mô Phật. Chồng em cũng thế. Ôi, tổn thất này, mất mát này to lớn quá. Anh, cả mọi người biết làm sao đây? Sếp, hay là mình đến khuyên thầy hoàn tục đi. Mọi người đã không chấp nhận được thầy rồi thì tu tiếp làm gì nữa? Em hâm à? Thầy hoàn tục thì lấy gì mà sống? Thầy có biết tu 13 hạnh đầu đà đâu? Ơ, tiền chùa nhiều mà sếp. Số tiền đấy nhá, thầy mà hoàn tục á, có mà tiêu mấy đời không hết. Tiền chùa chứ tiền của thầy đâu mà thầy tiêu. Em không thấy, thầy mới định mua cái xe đi lại thôi, đã bị mọi người nói để bỏ cọc đấy à? Thầy không bao giờ tiêu tiền đồng đích cá nhân. Nhưng mà phạt thầy như thế thì nặng nề quá. Không thuyết giảng, không nghỉ về trong vòng 2 năm. 2 năm này chùa mất khối nguồn thu nhập rồi đấy. Phải biết chấp nhận chứ biết làm sao. Qua cơn mưa rồi trời lại tối, hết mưa rồi trời lại bão. Cấm có 2 năm thôi, rồi đâu lại vào đấy. Em yên tâm. Vâng. À mà chết rồi sếp ơi. Lại sao nữa? Tháng trước công ty mình phát tâm cúng dường, định sang tên cả công ty này cho thầy. Thế nhưng mà bây giờ thầy chưa kịp ký tên xác nhận, đã phải đi nhập thất sám hối rồi. Giờ phải lắng nào sếp? Không sao, chờ thầy hết hạn đi, chúng ta lại cúng dường tiếp. Phước báu ấy nhận chậm một chút cũng không sao, công đức vẫn vô lậu. Ok sếp. À nhầm, công đức vẫn vô lậu.